cưng chưa? Giờ nhìn cái mặt kìa, thấy không? Thấy không? Anh chị ở tận xa tít mù tắt mà còn mang sang đây để gặp em đấy nhỉ? Mang cún sang đây cắt để được gặp em đấy, ủng hộ em đấy. Mà đã nhìn mặt đần thế chứ lị. Chào ơi. Sao thế con? Sao nhìn mặt con cười thế? Hả? Sao mọi người thấy bạn này với bạn một bố khác nhau không? Xem từ hồi mật bố mà đúng không? À. Cái hay xem nhiều xong thích cái dòng nó nhỏ nên luôn khóc. À. Thế là bây giờ mang lại đây. Đó. Đâu rồi mặt phúc sắc đâu rồi, mang ở đây như thế nào? Mang đây. Cắt tỉa. Ok. Mang mặt phúc sắc của khách ra đây xem nào. Mặt kia. Mình thì thích dòng chó to, kiểu to thích. Đâu rồi mang ra đây xem nào. À, hôm nay nhà này là mang em phúc sắc sang đây cắt tỉa đây này. Tân sang bên này. Mà hôm nay phải chờ hơi lâu tại vì còn mấy bạn khác nữa cơ nhỉ. Em nhỉ. Sướng về đần đấy cả người nhìn cái mặt ghét lắm. Bạn này được cái ngoại giao tốt, khách nào đến cũng ra nằm chân ôm chân với lại là ấy. Ơ, một cặp à. Ôi trời ơi, được nhờ, xinh nhỉ. Ra đây, đi ra đây, ngồi đây, ngồi đây. Rồi cho hai ba mẹ bế hai em, bế hai em. Trời ơi. Nhắc cái hả? Nhắc lắm. Em à. Em sao? Trời ơi. Nào mình ngồi gần lại nhau cái nào, mặt nào. Con ngồi xuống nào. Nó sợ. Em sợ khổ quá. Khiếp cái con mặt này em nào đến cũng trêu nhá, thật luôn ấy. Rồi. Em nào đến cũng trêu luôn ấy. Ngồi im nhá. Con ngồi im này. Đấy. Hai em lành đấy cơ mà. Giờ mà cho mặt lại gần một cái. Sợ nhìn mặt này. Ui chào. Sao thế con? Sao thế? Nó trêu mình cái sao mình sợ? Sao thế? Em sao thế? Không qua, mình vuốt thôi, con vuốt thôi nhỉ. Con vuốt em thôi. Con này thì nó đã sợ hơn nhỉ. Không, con nghĩ sợ quá. Con nghĩ là sợ quá không làm thế nào được ấy. Sợ mặt mẹ rồi. Đã bảo mà quay đây sợ quá, cái giống như này là chỉ có sợ quá thôi. Sụt mặt mét. Sụt mặt mét rồi. À kinh, mình đang nằm trong tay chủ mình nên là mình kinh đấy. Trời ơi, ghê gớm đấy. À để tí nữa xem hai em xong cắt ra kiểu gì này. À, lau dãi đi khiếp gớm đó. Sợ quá sùi hết cả bọn mét ra rồi. Nam mặt, lại đây nào. Mặt kia. Em kìa. Em kìa. Ôi chào ơi. Mặt dạ hai em sùi bọt mép. Ôi giời khổ thân. Khổ thân con. Nãy bình thường không sợ đâu. To quá. Sợ. Nhưng con mặt này nó cũng hóng hớt lắm, con nào đến nó cũng hỏi thăm, con nào đến nó cũng ra nó hóng hớt lắm. Nhưng mà nó hiền lắm, nó hiền khô à. Cháu hiền khô. Gừ, kinh ấy. Nào, mặt dọa hai em, xui mặt mẹ. À kinh ấy, thấy người ta quay đi một cái là bắt đầu sủa. Làm mang mang lại đây mày, mang lại đây. Nào sủa đi tôi xem nào. Nào mang ở đây. Kéo mặt ở đây. Mặt ra đây con, ra đây con. Ra mẹ bảo. Này, ngồi nói chuyện này, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau này. Ngẩng mặt lên con. Nào ngẩng mặt lên, ngồi xuống, con ngồi xuống đi. Ok, rồi đây. A à, ginh. Ây à. Ui. Ây da da. Ui ghê chưa? Chủ đang bế nó bắt đầu ghê không? Ghê không? Cho lại gần đi, lại gần. Lại gần đi. Ui. Kinh không? Bây giờ thử bỏ chủ ra để im. Chủ đi ra. Chủ đi ra chỗ khác. Em ơi, một bạn nó ra hỗ trợ chị cái. Nào rửa đi em ơi. Rửa đi em ơi. Tao biết ngay mà. Từ
đấy là tao hơi chóng mặt rồi đấy, thật đấy mấy vòng. Con sen, tự dưng mày vào làm gì? Con sen, tránh ra. Sen, con đi ra ngoài đi. Ok. Sen đi ra ngoài đi. Nào, nào sủa đi em ơi. Sờ đi tìm chủ ơi, đi tìm chủ ơi. Nào chủ lại bế nào, chủ lại bế này. Chủ lại bế lên này, là lại sủa này. Hai con này buồn cười nhỉ, từ nay đến giờ sao lại. Bây giờ bạn chủ lại bế lại hộ mình với. Đấy. Đấy. Sủi hết bạn mép rồi, lại sủi bạn mép ra rồi. Ôi con này nó lại sủi bọt mép ra rồi. Lại giấy ăn lăng cho nó cái. Nào bây giờ nó lại sủa, chuẩn bị nó ra sủa tiếp đây này. Có chủ nó bế rồi nó lại sủa tiếp này. Đây con. Đấy thấy chưa, đã bảo rồi. Lau cái mồm đi, sợ sủi hết cả bọt mép ra mà vẫn cứ vẫn cứ cố kì. Không thể, con này quá đáng lắm luôn. Một con chó cứ thực quá đáng luôn đấy. Mà đây ra đây con, ra đây ra đây. Chỉ có ông mặt lông mới hiền thôi. Ra đây nào. Ra đây 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 mẹ bảo này, em mẹ bảo, tao mẹ bảo này. Chó con này muốn gái luôn rồi. Ra mẹ bảo, nào quay ra đây, vào đây rồi. Ok, ngồi xuống. Ngoan. Ok, nào. Đấy, nào hai đứa. Nào. Đấy. Kìa. Hỏi thăm nhau đi nào. Ông mặt ông lành thật luôn ấy. Ông lành lắm luôn ấy. Tiền khô à, tù á. Bảo cô tắt cho chị mày thấy. Hiền lắm, cháu hiền lắm. Này. Đã bảo rồi. Sợ sùi bọt mép luôn mà. Nhưng mà vẫn cố tỏ ra mình mạnh mẽ. Cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng giờ bên trong nước mắt là biển rộng. Chơi với anh đi. Thôi cho xuống chơi với hai đứa chơi với nhau này. Không sợ nữa nhá. Chơi với nhau này. Đấy chơi với nhau đi. Để tí thì cắt tỉa nhá. Hai con để lạ lùng thật đấy. Tại con sen cùng sai. Con vật nó chỉ cần nhấc chân nó đái một mắt nó là ướt luôn cả hai đứa luôn. Ôi trời ơi, vui phết. Tút. Dũng cảm lên là con trai mà, xuống chơi với bạn đi, làm sao mà bám ba thế. Người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yêu đuôi không ngờ, trời ơi. Xuống đi con, đi chơi này. Xuống đi. Ôi đừng nói bạn kia là chó cái nhá. Chó cá. Ôi dồi. Con gái mà to lực lưỡng thế kia, không được thế này. Sen ơi. Làm sao nó thế, là đánh nhau nó thế. Em ơi cái bọn chó nhỏ nó như thế hay sao ấy. Có chủ một cái là rất là kinh nhá. Rất là ghê nhá. Xong bắt đầu tách chủ ra một cái là bắt đầu. Sen. Ra ra đây, chủ mày đi ra, mày ra đây, nhanh lên. Nào mày vừa sủa ai? Sủa bọt mép. Con này công nhận là lạ lùng thật đấy, cứ mỗi khi sợ là nó sủi hết cả bọt mép ra. Ai lau mình cái này. Ôi trời ơi, hai thanh niên đến chán quá đến mất rồi. Đang chờ trong lúc tắm spa mà cứ sủi bọt mép này. Xem nó sao thế, từ nãy giờ sao? Ok. Con sao, con làm sao, con muốn gì? Con muốn gì? Hả, con muốn gì? Ôi trời ơi, sao? Không đi chơi được, tí nữa mới đi chơi được. Nhìn con sen này, nhìn ghét không? Tí nữa mới đi chơi được, không ngồi như thế, cứ ngồi thế thì ai mà dám vào cửa hàng? Thế người ta vào cửa hàng mà ngồi thế thì buôn bán cái gì? Sen, đứng lên sen nào. Đứng lên này, đứng lên này. Này, lên đây. Bạn ơi, đừng có trêu em nữa. Này, em này, chào em đi. Em đi chơi bán nhá. Đi chơi bán. Nhìn kìa nó theo cứ như kiểu là kiếp ăn của ông nội và nội cho nó ấy, sao ấy. Khổ, đừng có trêu em nữa. Bạn đau cái mặt.
Thôi đi làm spa đi, đi tắm spa đi nhá. Rồi, lát xong gọi xong thì tớ gọi đến đón nhá. Ok, rồi cảm ơn nhá. Bye bye.